Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tàng đài lợi nghe các bạn. Thì hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Văn Sủ Trịnh. Bạn hỏi rằng tổng hai số lẻ là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Thì các bạn phải biết số nhỏ nhất có 4 chữ số là số nào, đó là 1000. Bạn nào chưa biết cách tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số thì các bạn hãy xem lại những cái đoạn clip trước của Lợi nghe các bạn. Rồi, giữa hai số lẻ có 5 số chẵn. Được chưa? Thì ở đây mình làm nháp nha các bạn, nháp nè. Nháp. Thì các bạn phải biết phân biệt đâu là số lẻ. Số lẻ là số có hàng đơn vị á, hàng đơn vị, hay gọi là số tận cùng đó các bạn, là 1 nè, 3 nè, 5 nè, 7 nè và 9. Ví dụ như 11, đây hàng đơn vị là số 1, vậy đây là số lẻ. Tương tự số chẵn là số có hàng đơn vị hay là số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Ví dụ như 24, đây hàng đơn vị là số 4, đây là số chẵn. Ok chưa? Rồi mình lấy ví dụ hai số lẻ mà giữa nó, ví dụ cái đề đó các bạn, ví dụ cái đề đó thì hai số lẻ mà giữa nó có 5 số chẵn. Mình lấy ví dụ nè, số lẻ thứ nhất 1, đây là số lẻ nè, số lẻ tiếp tục là số 2, một số chẵn. Đó, mình ký hiệu một số chẵn nha. Rồi, thì muốn tìm số chẵn tiếp theo thì các bạn cộng thêm 2 cho nó lẹ. Còn không thì các bạn thêm, còn các bạn làm chậm nè, còn không thì các bạn tới 3 nè, không phải là số chẵn, vậy các bạn bỏ 4 2 số, 5 6, 3 số, 7 8, 4 số, 9 10, 5 số. Rồi, số 10 rồi sẽ tới số 11. Vậy đây là cái số lẻ thứ hai mình cần tìm. Đây là thứ nhất. Vậy các bạn xem từ số lẻ thứ nhất đến số lẻ thứ hai mà giữa nó thỏa mãn có 5 chữ số chẵn. 5 chữ số chẵn thì số 1 đến số 11 cách nhau bao nhiêu ạ? 10 đơn vị. Vậy cộng thêm 10. Vậy ở đây số chẵn thứ nhất các bạn chưa có nên các bạn gọi x là số chẵn thứ, xin lỗi, số lẻ nha, số lẻ thứ nhất. Vậy x cộng nè, từ số lẻ thứ nhất mà muốn lên số lẻ thứ hai mà giữa nó có 5 số chẵn thì các bạn cộng thêm bao nhiêu ạ? Cộng thêm 10 là số lẻ thứ 2. Vậy từ đây ta có tổng hai này là x cộng 10 bằng 1000. Đây, số lớn nhất có 4, xin lỗi, số nhỏ nhất có 4 chữ số. Rồi, một chữ x thêm một chữ x nữa là 2 chữ x là 2 nhân x các bạn, cộng 10 bằng 1000. Đây là phép cộng, đây là số hạng và đây là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy 2 nhân x bằng ra bao nhiêu ạ? 990. Đây là phép nhân, đây là thừa số và đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số, bạn viết xuống đây nha. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy x bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Khi có x là ta có số lẻ thứ nhất. Vậy muốn tìm số lẻ thứ hai ta cộng thêm 10 nha các bạn. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.